chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Mỗi chuyến đi xa là một sự trải nghiệm. Không chỉ đi xem phong thủy, Khải Toàn còn chia sẻ những kiến thức về Phật Pháp và Thiền Định với những vị gia chủ. Không riêng ở những thành phố lớn, ở bất kỳ nơi đâu, khi đón tiếp Khải Toàn, những vị này với tấm lòng chân tình. Mỗi năm, Khải Toàn đi Phú Quốc vài chuyến. Có những vị gia chủ mời Khải Toàn rất nhiều lần. Lần này là cô gia chủ sinh năm 84, mời Khải Toàn quay lại xem căn nhà cô mới mua ở đường 30 tháng 4. Đây là căn nhà cũ của cô. Khi cô về đây mua đất và xây nhà, xung quanh chưa có nhiều nhà và toàn là mộ của dân. Bản thân cô là người có tính tâm, tin vào thiên địa quỷ thần, luôn khấn nguyện thổ thân thổ địa những vị khuất mặt khuất mài. Vì vậy cô dễ được phò trợ. Thậm chí người nhà của cô đã từng nhiều lần thấy những vong linh trong vùng này. Mệnh của cô là mệnh có tài phú, nhưng lại lận đận chuyện tình cảm. Là mệnh dễ phiền não vì tình cảm. Nhưng may mắn trong lá số của cô có mật mã mạnh mẽ. Dù như thế nào vẫn cố gắng vượt qua, vẫn bước tiếp. Cô là mẹ đơn thân, một mình nuôi ba con ăn học. Làm việc cực lực vất vả, đến nay có ít củ dư để dành. Nhưng quan trọng nhất, cô đi đến bất kỳ nơi nào cũng dễ được người khác yêu mến, bằng cách hành xử chân thiện bằng tấm lòng của mình. Sau khi thay đổi phong thủy ngôi nhà cũ, cô đã trằn trọc và quyết định bằng mọi cách phải mua một căn nhà ở mặt tiền để cho tiện việc đi lại và kinh doanh. Thế là cô tìm được một căn nhà hoàn toàn như mong muốn. Đây là quán chay trên đường 30 tháng 4. Nấu ăn rất ngon, hợp khẩu vị. Giá thức ăn vô cùng rẻ, thậm chí có thể cho ăn miễn phí những hoàn cảnh khó khăn. Hôm Khải Toàn đến, mới hơn 6 giờ, đã hết cơm và hết một số món ăn. Quán chay ở đây trợ duyên cho những Phật tử bằng cách biếu kinh biếu sách. Một hành động vô cùng ý nghĩa, nuôi dưỡng tâm thức, nuôi dưỡng tôn giáo. Thậm chí còn có thể tặng tự Phật cho mọi người thỉnh về thờ. Quả là điều tốt lành. Đây là chợ đêm tại Phú Quốc. Buổi sáng hôm ấy, cô gia chủ dẫn Khải Toàn đi ăn bún chả cá. Đây là dinh cậu, một nơi khá nổi tiếng tại Phú Quốc. Đời này nếu bạn có tài phú, tức là cái nhân đời trước bạn đã gieo nhân lành về tài phú. Đời này, nếu bạn đau khổ vì tình cảm, có lẽ đời trước bạn đã vay món nợ tình cảm. Làm sao để hóa giải? Đó chính là tu pháp vô úy. Hãy mở lòng từ với mọi người,
thương yêu mọi người, mở lời thiện lành và mở lòng với chính mình. Không nên mưu cầu nhiều chuyện tình cảm. Trường hợp của cô gia chủ này cũng tương tự. Mệnh dù có tài phú, kiếm tiền khá dễ dàng, nhưng lại luôn phiền não vì tình cảm. Vì vậy, không nên mưu cầu chuyện tình cảm. Chính vì cô là mệnh có tài phú, dù đang có nhiều nhà cửa đất đai, nhưng khi cô mong muốn có một ngôi nhà ở đường mặt tiền, ở đường lớn, sau một thời gian ngắn tìm thông tin, tìm ra được một ngôi nhà đúng theo ý thích, chủ của ngôi nhà là một người quen cũ. Cô đã gặp được quý nhân bán cho mình một ngôi nhà rẻ và hợp với ý của mình. Nhưng hãy cẩn thận, người lấy càng nhiều thì có càng ít. Nhà cửa đất đai càng nhiều thì vay ngân hàng càng nhiều, đêm khó ngủ an. Bạn đã nghe qua câu: vạn khoảnh lương điền nhất chuyển phạn, thiên gian hoa hạ nhất trang sàng. Hàm ý câu này, dù giàu có thế nào, có ngàn khoảng ruộng đất, nhưng ngày cũng chỉ ăn vài bát cơm. Dù có ngàn gian phòng rộng, nhưng đêm cũng chỉ ngủ một giường. Vì vậy, dù có bao nhiêu tài sản, bao nhiêu nhà cửa đất đai, không quan trọng bằng tâm thái an lạc, tâm thái tự tại. Độc thân thì sao, kết hôn thì sao? Người biết đủ là vui, là người hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.